Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày đầu tuần, thời tiết tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước chưa có nhiều thay đổi. Bắc Bộ sẽ tiếp tục chuỗi ngày nồm ẩm, dạng thời tiết khó chịu nhất trong năm, thì với khu vực miền Nam có nắng nóng kéo dài. Cụ thể, Bắc Bộ chịu tác động của rãnh áp thấp nên sáng sớm có sương mù diện rộng, tập trung tại khu vực vùng núi cũng như là khu vực ven biển. Riêng với khu vực ven biển Đông Bắc Bộ thì sẽ có mưa nhỏ trộn lẫn. Trưa chiều trời tạnh ráo, nhiệt độ tăng lên mức 24 đến 27 độ. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ, tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày là 29 cho tới 32 độ. Từ đêm nay, miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới. Với trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ sẽ có mưa to, nhiệt độ giảm nhanh và hiện tượng nồm ẩm sẽ tạm thời chấm dứt. Với miền Trung, trời chỉ nhiều mây ở phía Bắc vào buổi sáng, đến trưa và chiều trời tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tăng lên mức 26 cho tới 28 độ. Còn khu vực các tỉnh thành từ Quảng Bình trở vào tới Bình Thuận, trời nắng ráo, nền nhiệt ngày cao từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí ổn định, nên ngày đầu tuần tại Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chủ đạo là không có mưa, trời nắng mạnh từ sớm. Mức nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên thì vẫn chưa biến động và duy trì trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ, nắng nóng cục bộ. Còn với khu vực Nam Bộ, ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao 35 cho tới 37 độ. Ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 cho tới 35 độ. Trên biển, toàn biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường, thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Tuy nhiên, từ ngày 19 tháng 3 thì khu vực Bắc Biển Đông sẽ có biển động nên tàu thuyền cần phải chú ý để đảm bảo an toàn. Thủ đô Hà Nội trong sáng đầu tuần tiếp tục có sương mù lẫn mưa nhỏ trộn lẫn, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động giao thông trong giờ cao điểm. Đến trưa chiều trời tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất đạt mức 25 cho tới 26 độ, hiện tượng nồm ẩm kéo dài. Tuy nhiên, từ đêm nay sang ngày mai 19 tháng 3, khi gió mùa tràn về, mưa rào và dông xảy ra rải rác, trời chuyển rét thì trời sẽ khô ráo hơn và nồm ẩm sẽ tạm thời chấm dứt. Thành phố Đà Nẵng chưa chịu tác động của các hình thế gây mưa nên trời sẽ không có mưa, có nắng từ sớm. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay là 30 độ. Thời tiết tạnh ráo thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân. Còn với thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì trạng thái ít mây, ngày nắng nhiều, đặc trưng cao điểm mùa khô nơi đây, với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng 35 đến 36 độ, cùng độ ẩm thấp nên càng khiến cho cảm giác oi nóng sẽ tăng hơn. Người dân hạn chế lưu thông, làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian trưa chiều để đảm bảo sức khỏe. Xin chào quý vị và các bạn. Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ chịu tác động của rãnh áp thấp phía Bắc nên đêm và sáng nhiều mây, trưa chiều tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 đến 27 độ ở phía Đông Bắc Bộ. Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ có nắng nên nhiệt độ đạt mức 29 đến 32 độ, có nơi sẽ cao hơn.
Từ đêm mai sang ngày 19 tháng 3, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời có mưa rào và dông, nhiệt độ sẽ giảm dần và trời chuyển rét. Tuy nhiên, hiện tượng nồm ẩm tại Đông Bắc Bộ thì sẽ chấm dứt. Với miền Trung, ngày mai thời tiết chưa có nhiều thay đổi, phổ biến ít mưa có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 cho tới 32 độ, thời tiết thuận lợi trong hoạt động thường nhật của người dân trong ngày đầu tuần. Tiếp đó, từ ngày 19 tháng 3, do tác động của đới gió Đông Bắc và điều kiện địa hình, mưa sẽ xảy ra ở khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ mở rộng xuống khu vực Trung Trung Bộ. Cục bộ thì có mưa vừa và dông, nhiệt độ sẽ giảm dần ở phía Bắc. Đối với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong 3 ngày tới chịu tác động của khối khí biển ổn định ở các mực khí quyển trên cao. Vì thế cả hai khu vực này sẽ tiếp tục ít mưa, ban ngày trời nắng. Ở miền Đông của Nam Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao từ 35 cho tới 37 độ. Còn các tỉnh miền Tây của Nam Bộ và Tây Nguyên thì chỉ có nắng nóng cục bộ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết ổn định trong 24 giờ tới. Tiếp đó, từ khoảng ngày 19 tháng 3 trở đi, gió sẽ quay dần sang hướng Đông Bắc, cường độ mạnh dần lên mức cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trong khi đó, với khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa sẽ phổ biến gió Đông đến Đông Bắc với cường độ yếu ở mức cấp 3 cho tới khoảng cấp 4. Và sau đó, sang ngày 19 tháng 3, gió chuyển hướng Đông Bắc với cường độ thì cũng